Bước sang tháng 3 năm 2024, các địa phương, doanh nghiệp du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu công tác chuẩn bị để đón du khách và sẵn sàng cho mùa du lịch năm 2024. Tại 78 cửa Việt, ngoài những đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ẩm thực, thì các cơ sở lưu trú cũng đã sẵn sàng để tiếp đón du khách ở nghỉ dưỡng qua đêm. Trong đó, lượng du khách đặt phòng tại các khu du lịch trên địa bàn từ tháng 4 đến tháng 6 cũng có dấu hiệu tăng cao. Để cho chuẩn bị cái mùa du lịch biển, đồng hành cùng với các cái lễ hội, các sự kiện lớn của tỉnh, thì chúng tôi đã rất là ráo riết để chuẩn bị về cơ sở vật chất, về con người, tất cả mọi thứ để sẵn sàng để cho mùa du lịch biển năm tới với những cái công suất phục vụ tối đa nhất, đáp ứng được các nhu cầu của khách từ thập phương và trong tỉnh tới đây để mà tham quan, nghỉ dưỡng tại trên mảnh đất Quảng Trị năm nay. Để đáp ứng nhu cầu du khách trong thời gian cao điểm du lịch hoặc những ngày diễn ra các sự kiện lớn, hiện nay các nhà hàng, khách sạn cùng với các đơn vị liên quan đang hối hả chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất. Mọi công việc được thực hiện với tinh thần chạy đua với thời gian để sẵn sàng mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt cho bạn bè phương xa khi đặt chân đến Quảng Trị. Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chỉ đạo các địa phương, các phòng ban chuyên môn của ngành, các doanh nghiệp trực tiếp làm dịch vụ du lịch thì phải chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất, trong đó tập trung cho cái việc là đảm bảo cơ sở vật chất. Về cái mạng lưu trú thì trên địa bàn tỉnh hiện nay là cái số lượng cũng như chất lượng đang còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy thông qua cái dịp này thì sở cũng định hướng cho các địa phương để khuyến khích nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức mở mang thêm các cái dịch vụ mới mà trong điều kiện chúng ta chưa thể là có các cái cơ sở lớn được, thì tập trung khai thác thêm các cái cơ sở ví dụ như homestay, đưa vào nâng cấp và sử dụng các cái cơ sở nhà khách của các cơ quan ngành đoàn thể của các huyện thị để làm tăng cường thêm cái năng lực cơ sở lưu trú. Từ đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Quảng Trị bắt đầu tăng, lượng khách lưu trú cũng tăng lên. Tổng nguồn thu từ khách du lịch ước đạt 185 tỷ đồng. Mùa lễ hội năm nay chuẩn bị bắt đầu với nhiều hoạt động hấp dẫn. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ các cơ sở lưu trú, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho đông đảo du khách đến với Quảng Trị.